Vị trí địa lý, hạ tầng cơ sở thuận lợi chỉ là yếu tố cần để thu hút các nhà đầu tư. Bởi cải cách thủ tục hành chính, tạo đồng thuận của người dân trong công tác giải phóng mặt bằng mới là các cơ sở quan trọng để các dự án lớn tìm đến Hưng Yên. Năm 2008, khi dự án khu công nghiệp Minh Đức đầu tư vào địa bàn, nhà ông Chuẩn và bà Thảnh đã phải vận động gia đình di dời gần 20 ngôi mộ, giải tỏa hơn 1 hectare trang trại đang cho thu lãi 120 triệu đồng một năm để phục vụ dự án. Mọi người hiểu và đồng tình để ủng hộ. Với lý do là có khu công nghiệp Minh Đức vào thì đời sống nhân dân mới được phát triển, thì sẽ tạo điều kiện công ăn, việc làm cho thanh thiếu niên. 100% coi như là chấp hành, là thôi để cho khu công nghiệp dự án về, để cho dân trí mình phát triển lên. Bây giờ mình làm một tháng ở công ty này thì bằng mình cấy gần một năm. Khi mới tái lập tỉnh Hưng Yên năm 1997, công ty ống thép Hòa Phát là một trong 5 doanh nghiệp đầu tiên đầu tư tại thị trấn Như Quỳnh. Đến nay, Hòa Phát là tập đoàn đa ngành với 12 công ty đầu tư vào tỉnh Hưng Yên, mỗi năm nộp ngân sách cho tỉnh gần 1.000 tỷ đồng. Nên chúng tôi cũng lựa chọn rất là kỹ các cái vị trí cũng như các chính sách ưu đãi, và tôi thấy là với cái quỹ đất ở tại mặt đường 5 ở tại Như Quỳnh, Văn Nam Hưng Yên là một vị trí rất là thuận lợi cho việc mà nhập nguyên liệu cũng như phần mà bán thành phẩm đi khắp các khu vực các tỉnh phía Bắc. Năm 2017, tập đoàn Viglacera được chính phủ chấp thuận cho đầu tư xây hạ tầng khu công nghiệp Yên Mỹ với diện tích 280 ha chia làm 3 giai đoạn. Nhà đầu tư đang hoàn thiện giai đoạn 2 với diện tích thu hồi được khoảng 80% tổng diện tích. Đã có 36 doanh nghiệp đầu tư vào khu công nghiệp. Vị trí địa lý, môi trường đầu tư của tỉnh Hưng Yên là so với các tỉnh Bắc Ninh, Hà Nam và Vĩnh Phúc là cũng tốt, tay nghề người lao động cũng như là lực lượng lao động tại Hưng Yên đáp ứng rất là dồi dào. Dựa trên những yếu tố đấy, chúng tôi đã lựa chọn Hưng Yên để đầu tư kinh doanh hạ tầng khu nghiệp, để thu hút các nhà đầu tư vào đầu tư. Năm 2021, Hưng Yên được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận thêm 4 khu công nghiệp vào danh mục khu công nghiệp Việt Nam. Mới đây, trong chuyến tháp tùng Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên ký kết bản ghi nhớ mở rộng khu công nghiệp Thăng Long 2 với tập đoàn Sumitomo của Nhật Bản. Tập đoàn LH của Hàn Quốc quyết định đầu tư vào khu công nghiệp Lý Thường Kiệt phát triển thành phố thông minh. Năm 2021, tuy ảnh hưởng của dịch COVID-19, song đã có 52 doanh nghiệp đăng ký đầu tư vào các khu công nghiệp của Hưng Yên với tổng số vốn 600 triệu đô la Mỹ. Chúng tôi thực hiện các biện pháp cải cách, cắt giảm các thủ tục hành chính, trong đó là áp dụng cấp độ 3, cấp độ 4. Ví dụ như chúng tôi là khuyến khích là nộp hồ sơ qua mạng hoặc là nộp hồ sơ qua bưu chính viễn thông để giảm thời gian tiếp xúc cũng như là giảm thời gian đi lại của doanh nghiệp. Thu hút các dự án lớn có giá trị gia tăng cao, Hưng Yên đang thực hiện mục tiêu là tăng thu ngân sách và sớm trở thành tỉnh công nghiệp như nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 đã đề ra.